Hello mọi người, mình là Camelia Phạm. Mình là illustrator đến từ Hà Nội. Mình đã làm professional illustrator cũng được 5 năm rồi. Với cái chủ đề về các cửa sổ qua các chuyến đi của Hà Nội A thì mình cũng liên tưởng đến các chú ngựa chạy thảo nguyên về cái sự tự do khi mà đi du lịch đấy. Thì mình bắt đầu bằng cái hình ảnh các chú ngựa đấy xong rồi phát triển dần ra. Vì cái chủ đề là các cửa sổ nên mình muốn ở giữa là có một cái khung cửa có thể nhìn được các dãng núi, các cảnh đẹp thiên nhiên. Cái mà chị thấy khó ở đây ấy, đấy là chính là bàn tay, đôi bàn tay hiệu ứng và con mắt. Bao bọc toàn bộ bức tranh là hai bàn tay đang ở trong tư thế kiểu chụp ảnh, để mà mọi người ngoại trừ việc lưu giữ kỷ niệm đấy ra thì còn đặt người xem vào cái ngôi thứ nhất để mà họ có thể relate được đến cái chính bản thân mình khi mà nhìn cái bức tranh đó. Hà Nội A cũng đã tập trung cái bộ sưu tập này trên cái nền sơn mài cổ điển là nền đỏ tươi. Thế thì mình nghĩ hình ảnh bên trong nó cũng phải có cái độ tương phản mạnh để mà có thể đẩy được cái hình đấy lên để thu hút được ánh nhìn của người xem. Nên là mình đã sử dụng 4 màu cơ bản để mà có thể nổi được cái hình đấy lên như thế. Với một người mà truyền tải lại kỹ thuật của người nghệ nhân thì chị lại nhìn vào cái chi tiết nhiều hơn, bởi vì cái chi tiết của đôi mắt là chị quan tâm nhiều nhất, bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khó ở đây chính là các cái chi tiết nhỏ và rất là nhiều màu. Process là có một cái dấu ấn riêng của người nghệ sĩ ở đấy, còn sơn mài là có qua cả các giai đoạn của rất nhiều nghệ nhân. Phải cần cố gắng rất là nhiều và chinh phục từng ngày và được cái kết quả như là mọi người đã nhìn thấy những cái bản cuối cùng.